Xin chào các cháu. Bà đã sống đến khoảng 25 tuổi rồi nhưng mà chưa bao giờ bà được làm review về sản phẩm của BTS hết các cháu ạ. Và hôm nay bà sẽ làm một cái nồi review siêu to, siêu khổng lồ và siêu cay nhé các cháu. Anh nhau, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang. Thì lần trước mình đã được nhận được cái email của BTS và VT, họ đề nghị mình review về sản phẩm của họ. Và lần này mình rất là vinh dự khi được đại diện là một trong những người Việt Nam đầu tiên được review cái sản phẩm của BTS nha các bạn. Và hôm nay đơn giản thôi, chúng ta sẽ có rất là nhiều sản phẩm nhưng mà mình sẽ nói tạm tóm gọn cho các bạn. Và đặc biệt hôm nay là sẽ có một cái sản phẩm rất rất đặc biệt, đó chính là một loại nước hoa mới của VT và BTS. Họ vừa mới ra mắt ngày hôm nay thôi. Và qua cái vlog ngày hôm nay mình sẽ hy vọng là mình sẽ chia sẻ cho các bạn được thêm nhiều điều mà các bạn cần biết trước khi các bạn mua những sản phẩm này nhé. Đây là toner nha các bạn. Các bạn thấy đây có một cái logo rất là dễ thương luôn, thấy không? Đó. Giống như cái nước các bạn đi để các bạn uống hết. Mùi hương cũng rất là dễ chịu các bạn, nó không bị hăng quá, kiểu như là mùi mỹ phẩm quá nhiều á. Và đặc biệt là hôm nay mình cũng có dùng sự thử sơ qua rồi và mình cảm thấy cái chất lượng cũng rất là tốt. Chủ yếu cái này dùng để cung cấp ẩm và giữ nước cho da của mình nè các bạn. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có đó chính là ta-da, đây là một loại kem, cũng là một kem khóa ẩm, cung cấp ẩm cho da của các bạn luôn. Và chủ yếu những cái sản phẩm mà dưỡng da của VT XPTS mình thấy á thì đa số họ đều là cung cấp ẩm là chính, chứ không có dưỡng trắng da nhiều. Cái chai này, wow, rất là dễ thương đúng không? Rất rất là nặng luôn các bạn ạ. Tiếp theo nữa, mình sẽ có một cái hộp rất là nhẹ tinh và cũng rất là đáng yêu như thế này. Đó chính là hộp mặt nạ. Và các bạn nhớ nha, khi mà mua hàng các bạn để ý đây có một cái con tem chống hàng giả của VT này. Nhìn nó rất là đắt tiền luôn các bạn. Trong này sẽ có tổng cộng 7 cái mặt nạ các bạn nhé. 7 cái mặt nạ này nghĩa là sao? Nghĩa là các bạn sẽ dùng trong 7 ngày đó. Nó sẽ có những loại như là đàn hồi da nè, làm căng da nè, rồi cung cấp ẩm, dưỡng trắng và cung cấp thêm dinh dưỡng cho da của mình. Và mình đã xài thử một hộp hồi tối hôm qua rồi. Đâu rồi? À, đây. Đây là cái hộp mình xài tối hôm qua, thì các bạn thấy đây không phải là kiểu mặt nạ giấy đâu các bạn ạ, mà là mặt nạ mà kiểu loại tinh chất trong này, xong rồi các bạn sẽ lấy dùng để bôi lên mặt đấy. Ok. Và đó là những cái sản phẩm dưỡng da skincare mà VT đã gửi cho mình. Nhưng mà rất tiếc là VT còn nhiều cái sản phẩm khác như là cleaner nè và serum nữa. Nhưng mà rất tiếc là mình rất rất cần hai cái đó nhưng mà họ không gửi cho mình, họ gửi những cái còn lại. Cho nên là vlog ngày hôm nay mình sẽ give away cho các bạn tất cả những sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da ngày hôm nay nha. Và cách để mà tham gia như thế nào các bạn nhớ chờ đến gần cuối clip, ok? Nhưng mà cái quan trọng nhất của ngày hôm nay, nhân vật chính của ngày hôm nay các bạn, đây chính là đây là một sản phẩm nước hoa mới nhất của VTX BTS vừa mới được ra mắt gần đây. Mình cảm thấy là cái sản phẩm của họ cũng khá là chất lượng nhưng mà có điều kiểu hộp nó nhìn nó không có được đắt tiền cho lắm. Đây một chai này các bạn, rất là dễ thương. Và cái mùi của mình chọn là mùi đọc là pua, mặc dù tiếng pháp đọc rất là rắc rối. Thì mùi này nghĩa là mùi gì? Theo mình đọc trên review trên mạng và cái giới thiệu sản phẩm á, thì đây là mùi của Red Monster làm đại diện. Thì nó chính là mùi của loại cây gỗ. Chắc là mùi này sẽ rất là nam tính cho nên là mình đã chọn mùi này. Còn mình không biết là vì có một cái loại mùi đó chính là mùi gì, thì tí nữa các bạn cùng xem mình sẽ giới thiệu cho các bạn hết tất cả các thành viên có những mùi gì đâu nha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cho các bạn hửi. À, các bạn hửi không được nhưng mà mình sẽ hửi. Xong rồi mình sẽ nói cho các bạn nghe trong này sẽ có mùi gì nha. Wow, để mình lấy nè. Smell. Not smell. Wow, cái mùi này các bạn ạ. Nó rất là trầm các bạn. Nghe cái mùi nó rất rất là đắt tiền mà nó sang trọng lắm các bạn ạ. Mình thấy cái mùi này cũng khá là nam tính. Nó có một chút gì đó pha trộn giữa những cái lavender, mùi lavender và mùi cái cây thông, cây gỗ này nọ các bạn.
Mùi nó rất là trầm trầm, rất là trầm luôn các bạn. Và mình cảm thấy là cái mùi này nếu mà xài hợp thì những là những bạn mà có tuổi tầm khoảng hơn 30 nó khá là sang trọng và kiểu như là nó hơi bị đứng tuổi chút xíu. Và cũng một xíu nó là cái sự nam tính trong này, cho nên là mình nghĩ là nếu các bạn nữ mà muốn mua cái này thì các bạn nên hửi thử cái mùi này xem có hợp với các bạn hay không. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất của ngày hôm nay không chỉ có những cái sản phẩm mỹ phẩm như thế này và nước hoa như thế này đâu các bạn ơi. Có một cái mà cực kỳ đặc biệt hơn nữa đó chính là chỉ trừ khi nào bạn mua những sản phẩm này đấy thì bạn sẽ được tặng một cái rất rất là hay luôn. Đâu rồi ta ấm ba la con ma hiện ra. Ta-da! Siêu xịn luôn các bạn ơi. Đây là những cái boss card mà mình lần đầu tiên mình cầm trên tay mình cảm thấy nó đắt tiền nó như vậy. Mình cảm thấy nó đẹp hơn tất cả những cái boss card mà của tất cả các album mà mình đã từng mở ra các bạn. Thậm chí là album của BTS nha. Cái boss card nó không có được nhìn nó xịn sò như thế này luôn các bạn. Mình phải công nhận rất là xịn luôn. Mình sẽ bỏ ra cho các bạn xem nha. Đây là cái postcard, cái tấm đầu tiên sẽ là tấm có tất cả các thành viên nè. Đấy, và các bạn thấy mặt trước này sẽ là mặt không có in bóng, nó sẽ nhám nhám chút xíu, đằng sau nó sẽ bóng bóng như thế này. Mình thích những cái postcard mà có cái kiểu như vậy đấy. Thì bây giờ sẽ tức đến tất cả các thành viên nè. Và vẫn là cái chương trình mà mình sợ nhất ngày hôm nay đó chính là mình gọi lộn tên thành viên. Mình nghĩ là bạn này tên là bạn như này Junki đúng không? Mình không gành lắm, mình chỉ BSV thôi. Đây là Junki đúng không? Junki của chúng ta sẽ có đại diện cho mùi nước hoa, đó chính là mùi của rừng cây và mùi của gió, hương gió nhẹ nhàng thoáng qua các bạn. Đẹp trai quá đúng không? Đây, fan của Junki đâu rồi? Hãy comment ở phía dưới nha. Tiếp theo là ai đây? Chinkute for my way, dễ thương cực kỳ, chàng trai ngọt ngào đáng yêu, sẽ đại diện cho cái mùi nước hoa của Cotton. Nghĩa là mùi này sẽ có mùi của tia nắng mùa xuân ấm áp dịu dàng như là tình yêu đầu đến với bạn vậy đó. Trong này nó ghi vậy nè chứ không phải mình chém gió đâu nha. Ta da, trời ơi, Trung Quốc trong tấm này nhìn đàn ông mà nhìn wow, nhìn mà muốn có bầu luôn á, mà hay là mình không có bầu được. Thì Trung Quốc sẽ có cái mùi chính là mùi của biển. Wow, đẹp trai cực kỳ luôn các bạn ha. Đây, người eo của tôi, đây là người eo của tôi Vi đây. Vi sẽ có một cái mùi chính là mùi rất là nhẹ nhàng, kiểu như là mùi dưới ánh trăng và những làn sương khói mờ nhưng ảnh đó các bạn ơi. Mình nghe nói cái mùi của Vi là mùi kiểu như là mùi rất là bí ẩn, kiểu như vào ban đêm có mùi hoa lavender hoặc là mùi hoa xạ hương trong đó. Wow, nghe rất là quyến rũ luôn các bạn ha. Nhưng mà chụp hình tấm này mặc hider nha, nhưng mà tấm này đẹp trai nè. Wow, tấm này đẹp trai cực kỳ luôn. Muốn hùng cái thôi mà tại vì đang quay vlog nên không có hùng được. Tiếp theo là Jimin khoe xịp. Đây, Jimin khoe xịp của chúng ta sẽ có cái mùi đó chính là mùi như những đám mây lơ lửng trên trời. Thì các bạn ơi, nhìn dễ thương luôn đó đúng không? Rất là nhìn, lúc nào mặc cũng rất là quấn rũ luôn đấy. J-Hop đúng không? Mình hy vọng là nói đúng ha. Mùi J-Hop sẽ có cái mùi đó chính là mùi cam quýt các bạn. Mùi này ngọt ngào, dễ thương như là bạn J-Hop vậy đấy. Thành viên cuối cùng mà chính là các bạn cũng biết rồi đó, đó là của Red Monster. Red Monster thì cái mùi như mình đã vừa mới review cho các bạn đó chính là mùi của cây gỗ. Mùi rất là đàn ông luôn nha các bạn nha. Đàn ông như Red Monster hay là đàn ông như mình á, vì là nếu mua tặng cho bạn trai thì các bạn nên xài mùi này. Vậy là vlog hôm nay đến đây là xong rồi hả? Không có đâu các bạn ơi, còn nữa, trời ơi, mua có một tí xíu thôi mà tặng một đống quà luôn các bạn ơi. Ta-da! Các bạn biết đây là cái gì không? Boss card mà clear card này các bạn. Wow, cái này lần đầu tiên mình cầm được cái boss card mà nó nhìn nó sang chảnh như vậy luôn các bạn ạ. Tân tân, các bạn sẽ có tất cả các thành viên mà nó được trong suốt như vậy, là các bạn nhìn xa như vậy là thật sự đẹp ơi là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn đó các bạn ơi. Và nó rất là cứng luôn nè các bạn, sẽ có tất cả thành viên luôn nè, Trung Quốc nè, đó Red Monster nè, J-Hope nè, Junki, Jin và cuối cùng là đây là Vi. Các bạn nhìn hôm qua cái này các bạn thấy có tướng phu thê không? Không biết có thấy được không ta? Nhìn chắc chúng có tướng phu thê lắm luôn nhìn không? À, đó là toàn bộ những sản phẩm mà khi các bạn mua mỹ phẩm mà các bạn sẽ được tặng những cái sản phẩm như thế này. Nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết thì mình nghĩ là các bạn nên lên Google hỏi xem như thế nào. Và đặc biệt là mình sẽ làm giveaway cho các bạn những cái mỹ phẩm này ha.
các bạn đơn giản thôi, các bạn chỉ cần chia sẻ cái vlog này lên trên tường nhà Facebook của các bạn, trên Instagram của các bạn đấy. Sau đó các bạn copy cái link ở đó, rồi các bạn sẽ comment ở phía dưới này. Sau này thì mình sẽ bấm vô cái link đó, rồi mình sẽ comment ở phía dưới là bạn đã được nhận quà. Thì các bạn chỉ cần liên lạc với mình thôi là ok. Các bạn đã biết cách chưa? Và không giới hạn các bạn xài Facebook của ai hết. Các bạn cứ xài thoải mái đi là được. Trước khi kết thúc vlog ngày hôm nay, mình đang suy nghĩ đến cái việc đó chính là có nên mở một cái gọi là cái trang bán hàng online về idol K-pop và những cái sản phẩm K-pop hay không. Các bạn cho mình một lời khuyên nha, hoặc là các bạn hướng dẫn cho mình làm như thế nào là ok, để mình có thể tham khảo, rồi sau đó mình sẽ hy vọng mình sẽ có một cái cửa hàng online thiệt là dễ thương và sẽ cung cấp những cái món đồ của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng và hàng chính hãng về cho các bạn nha. Ok, và vlog ngày hôm nay là kết thúc rồi. Bye bye, tạm biệt các bạn. John Williams seems to always catch his back a few bucks. I'm gonna have some flowers playing for help. Spotlight yourself. Latier. VT Cosmetics.